Quý vị thân mến, có người đã ví tuổi trẻ giống như phép cộng, ai cũng hối hả để làm thêm nhà, thêm xe, thêm của cải, thêm những chuyến du lịch. Nhưng đến khi về già, nhất định bạn phải học cách trừ, bởi vì chỉ có bằng cách buông bỏ đúng lúc, trái tim của bạn mới càng rộng mở, mới cảm nhận được niềm hạnh phúc từ sự giản đơn. Giản đơn có nghĩa là đơn giản hóa mọi thứ, cả bên trong lẫn bên ngoài, không để cảm xúc, suy nghĩ của bản thân bị tác động hay chi phối bởi các yếu tố khác. Tâm không tạp niệm, sống một cuộc đời tự do tự tại, tuổi già nên vứt bỏ ba thứ này càng sớm càng thêm phúc khí. Chỉ bằng học cách buông bỏ đúng lúc và khiến bản thân thư thái, bạn mới có thể hạnh phúc được. Cùng lắng nghe và suy ngẫm quý vị nhé. Thứ nhất, buông bỏ lòng tham, vinh hoa phú quý. Có đủ tiền là tốt, nhưng không phải càng nhiều càng tốt. Đừng vì theo đuổi vinh hoa phú quý, ham muốn vật chất quá mạnh mẽ mà bỏ qua vẻ đẹp của cuộc sống này. Bởi suy cho cùng, khi đã ở tuổi xế chiều, niềm hạnh phúc mỗi ngày được sống và được tận hưởng cuộc sống mới, đó là điều quan trọng hơn tất thảy của cải vật chất. Thế nhưng trên thực tế, rất nhiều người có một cuộc sống tốt nhưng vẫn không hài lòng. Họ luôn nghĩ đến việc mình phải sống trong ngôi nhà sang trọng, lái một chiếc xe đắt tiền, ăn những món ăn đắt đỏ, cho rằng đó mới thực sự là hạnh phúc. Song hãy thử đặt đôi mắt và tâm trí của bạn vào cuộc sống thực tại, thực sự nhìn ngắm và cảm nhận, bạn sẽ thấy hiện tại mình đang rất hạnh phúc. Ở tuổi này rồi, có một sức khỏe dẻo dai, không ốm đau bệnh tật, con cái ngoan ngoãn trưởng thành, ấy là hạnh phúc lớn nhất rồi. Hãy buông bỏ lòng tham, vinh hoa phú quý, bởi con người càng ham muốn nhiều, trong lòng sẽ càng có nhiều thứ hơn, lâu dần trở thành gánh nặng. Người có lòng tham không biết điểm dừng, không biết đủ, bởi vậy sẽ không thể nhận ra và biết trân trọng những gì mình đang có. Có câu nói như thế này, có ruộng đất vạn mảnh cũng chỉ ngày ăn ba bữa, nhà cửa có vạn gian cũng chỉ ngủ trên ba tấc giường. Khi về già, sống càng đơn giản, bạn sẽ càng cảm nhận trải nghiệm được nhiều niềm vui và vẻ đẹp của cuộc sống hơn. Phần đời còn lại ngập tràn trong thảnh thơi, an nhiên và hạnh phúc. Thứ hai, buông bỏ tâm oán hận. Có những người đến già vẫn ôm tâm oán hận, vẫn không thể tha thứ cho người đã gây ra đau khổ, buồn phiền cho mình. Họ nhắc đi nhắc lại những chuyện đó với thái độ trách móc, dằn vặt và tức giận. Thực chất là nếu như cứ ôm lòng hận thù thì bạn sẽ tự bào mòn chính mình đấy. Bởi người sinh hận thù nhìn đâu cũng chỉ thấy tăm tối, uất ức, tâm thức tràn đầy những suy nghĩ hẹp hòi, cay độc. Sống chỉ có thể để hạ bệ đối phương, khiến cho người ta đau khổ tột cùng mới thôi. Thế nhưng sự thật là người cảm thấy tồi tệ nhất lại chính là bản thân mình. Càng oán hận thì phiền não mỗi ngày càng xuất hiện, và giữ mãi trong lòng mối hận thù sẽ chỉ khiến bản thân ngày càng mệt mỏi, căng thẳng và đau đớn. Bạn nên nhớ rằng thù hận chỉ là cái trước mắt không thể nuôi sống bạn, mang đến cho bạn những điều tốt đẹp. Vậy cố chấp giữ nó mãi trong lòng có ích gì? Mọi thứ trên đời là bất biến, đau khổ đến mức nào rồi cũng sẽ qua đi. Hãy để đôi mắt ngắm nhìn những điều tốt đẹp, đừng chất chứa trong đó ngọn lửa hận thù tăm tối. Con người ai cũng có khuyết điểm, đó mới là điều nên làm. Con người bạn có khuyết điểm của bạn thì người khác cũng có khuyết điểm của họ. Thế nên nếu người không đối xử tốt với bạn, đừng oán hận, đừng trả thù, hãy bao dung mở lòng và buông xả. Bạn chính là bạn, gốc rễ của mỗi người luôn là sự lương thiện. Muốn không oán hận thì tốt nhất là học cách quên đi. Bởi vì không thể quên mà chúng ta mới rơi vào buồn bực, chán nản và oán hận suốt cuộc đời. Nếu nói rằng có thể tha thứ nhưng không thể quên đi thì đó không gọi là tha thứ đâu. Người ấy kỳ thực vẫn không thể chân chính buông xuống tâm oán giận, vẫn mệt mỏi, mang nặng trong lòng. Một tác giả người Mỹ nói rằng tha thứ là chìa khóa để mở tung cánh cửa của oán trách và chiếc cầm tay của hận thù. Nó là sức mạnh có thể phá vỡ chiếc xiềng xích của cay đắng và gông cùm của lòng ích kỷ. Khi đã trải qua mọi cay đắng, buồn vui trong cuộc đời, ở tuổi xế chiều, bạn nên hiểu một điều, mọi thứ ở trên đời đều có cơ duyên của nó. Mọi việc xảy ra trên đời, tất thảy đều có lý do. Người yêu thương bạn dạy bạn cách trân trọng. Người thù ghét bạn dạy bạn cách tha thứ. Người tôn trọng bạn dạy bạn sự khiêm tốn.
người vùi dập bạn, dạy bạn cách vươn lên. Đời không khổ, chỉ là ta nhìn đời như thế nào mà thôi. Thứ ba, buông bỏ những lời phàn nàn về cuộc sống. Một trong những tâm lý thường thấy của tuổi già là hay kêu ca phàn nàn, trách móc hàng ngày. Chúng ta thường dành quá nhiều thời gian cho việc phàn nàn về bất kỳ điều gì mà chúng ta không vừa ý. Chúng ta không ngừng than thở và luôn tìm mọi cách để phàn nàn trong cuộc sống. Tuy nhiên, bạn hãy nhớ rằng việc phàn nàn không giúp bạn giải quyết được bất kỳ vấn đề nào mà chỉ khiến cho bạn thêm mệt mỏi, xuống tinh thần và đổ lỗi cho người khác mà thôi. Sự phàn nàn sẽ khiến cho bạn già đi nhanh chóng và hơn hết là việc bạn không có lấy một khoảng thời gian yên tĩnh cho chính mình. Vì vậy, hãy ngừng than thở, ngừng trách móc để rũ bỏ những điều không cần thiết trong cuộc sống. Thực ra, cuộc sống là một trạng thái tâm hồn. Khi bạn đối diện với cuộc sống bằng một thái độ lạc quan, tích cực, thì bạn sẽ sống vui vẻ và hạnh phúc. Con người ta không thể kiểm soát được những gì xảy đến với mình, nhưng hoàn toàn có thể lựa chọn thái độ để đối mặt với chúng. Cuộc sống không thể lúc nào cũng tốt đẹp như bạn muốn đâu. Tâm trạng của bạn chính là điều quyết định chỉ số hạnh phúc tuổi già của bạn. Những người thích than phiền, dù cuộc sống có tốt đến đâu, cũng không thấy hạnh phúc. Người đầy năng lượng tiêu cực gặp phải bất cứ chuyện gì, ngay lập tức buông lời kêu ca phàn nàn, thì sẽ chỉ ngày càng trở nên bất hạnh mà thôi. Trong khi đó, những người tích cực, lạc quan có thể biến điều xấu thành điều tốt. Một khi trút bỏ được những lời than phiền về cuộc sống, bạn sẽ chợt nhận ra hạnh phúc hóa ra không khó đến vậy. Cách tốt nhất để thay đổi cuộc sống và suy nghĩ khi về già của bạn là không phàn nàn. Nhà tâm lý học xã hội Leon Fettinger từng nói rằng 10% cuộc sống được tạo nên từ những chuyện xảy ra với bạn, 90% còn lại được quyết định bởi cách bạn phản ứng với điều đó. Đời người có ai là xui chèo mắt máy trong sự theo ý mình đâu. Buông bỏ phàn nàn, đừng kêu than, bạn sẽ thấy cuộc sống đầy những điều tuyệt vời. Sẽ thật là tốt nếu bạn dùng những khoảng thời gian ý nghĩa trong cuộc đời để thay đổi, cải thiện cuộc sống tuổi già của mình bằng một năng lượng sống tích cực. Thứ tư, buông bỏ những giày vò của quá khứ. Tuổi già hay nảy sinh tâm lý, nhắc chuyện quá khứ rồi tự giày vò bản thân. Giá như thời gian có thể quay trở lại, giá như có thể thay đổi chuyện này, chuyện kia trong quá khứ. Song đời người thực chất là một quá trình buông bỏ quá khứ và hướng về tương lai. Một người đàn ông nọ có đời sống vô lo vô nghĩ trong một gia đình giàu có. Tuy nhiên, một biến cố xảy ra khiến tài sản tiêu tán, các thành viên trong gia đình phải chạy trốn khắp nơi và sống một cuộc sống nghèo khó vất vả. Từ một người sống trong nhung lụa, sau một đêm trở thành trắng tay, anh dần rơi vào trạng thái trầm cảm và suy sụp về tinh thần, luôn đắm chìm trong phút huy hoàng của quá khứ. Một hôm, khi đi ngang qua cánh đồng lúa mì mới bị ngập nước, thấy một người nông dân đang cày ruộng, anh liền tò mò, hỏi, hoa màu chết hết rồi, anh còn cày xới làm gì? Người nông dân ngước nhìn anh và nói, hoa màu đã mất nhưng ruộng vẫn còn đó. Vậy anh không thấy chán nản và buồn vì mất mùa? Người đàn ông gặng hỏi. Người nông dân trả lời, buồn chứ, lúc đầu tôi cũng buồn, nhưng ngẫm ra thì nỗi buồn đó đâu có thể khiến hoa màu trở lại, đâu thể cho tôi cơm ăn áo mặc sau này. Câu nói của người nông dân khiến anh như hiểu ra vấn đề. Mải mê với quá khứ chỉ khiến cho người ta càng ngày càng không hài lòng với hiện tại, khó có thể nhìn thấy tương lai. Quá khứ dù thế nào thì cũng là chuyện đã qua rồi, không thể thay đổi được, chỉ có thể là chấp nhận con thuyền của sinh mệnh, cũng chẳng thể chở quá nhiều chấp nhất, chẳng thể chống đỡ quá nhiều ràng buộc. Những thống khổ nơi quá khứ, cộng thêm ưu phiền trong hiện tại sẽ khiến những năm tháng tuổi già của bạn chẳng thể nào an vui, hạnh phúc được. Đừng mù quáng, vùi đầu vào quá khứ. Dám buông bỏ những điều đã qua và vững tiến về phía trước, bạn càng tiến về phía trước, đau khổ sẽ càng lùi lại phía sau. Thứ năm, buông bỏ thời gian. Bất cứ ai cũng không tránh được vòng xoáy của tuổi tác và quy luật của tự nhiên. Ở giai đoạn này, hãy dành nhiều thời gian hơn cho cha mẹ và tận hưởng khoảng thời gian bên cạnh họ. Cuối cùng, đồng thời cũng đừng lo lắng cho tương lai của con cái. Chúng có con đường riêng của mình. Chỉ cần chúng có lương tâm trong sáng thì tương lai vẫn sẽ rộng mở khi bước vào tuổi xế chiều.
chúng ta đã trải qua những bồng bột của một người trẻ, những thăng trầm của tuổi trung niên và những gì còn lại là sự điềm đạm và cởi mở. Đừng chỉ mong muốn ai đó dành thời gian cho mình, quan tâm đến mình mà quên rằng quỹ thời gian của mỗi người là có hạn. Cũng đừng yêu cầu con cái phải dành nhiều thời gian, sự quan tâm đến bạn, bởi con cái cũng có cuộc sống riêng của chúng. Càng lớn tuổi, bạn càng nên nghĩ đến việc buông bỏ, thôi chiếm dụng thời gian của người khác. Thay vào đó, hãy dùng thời gian quý giá của mình để tận hưởng cuộc sống tuổi già, để trả lại, để bồi đắp tình yêu thương, bồi dưỡng sự kết nối với những người thân quen. Có như vậy, bạn mới không để tuổi già trôi qua vô nghĩa.